cơm gà sói mỡ chánh tông các bạn, không phải sói bằng tay mà bằng máy các bạn ha, rất đặc biệt. Ngay gần chợ Thái Bình quận nhất, đã quá trời đã luôn vậy. Rồi sói thì chạy sói xuống, và đây là thùng cơm nè, tất cả bằng máy hết. Và đây là đường Nguyễn Trãi quận nhất các bạn ha. Chúng ta chạy thêm chút xíu nữa sẽ quẹo phải vào đường Cống Quỳnh, ngay góc chợ Thái Bình. Đây, góc chợ Thái Bình các bạn ha, ôm phải luôn vào đường Cống Quỳnh. Chạy thêm chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy hẻm 117 ha. Chạy vào hẻm chính là cái tiệm cơm gà. Dọc theo đường Cống Quỳnh các bạn, đó buổi trưa ha, bán rất nhiều trái cây, các bạn thấy những cái xe bán trái cây, bán hoa nữa. Bán chuối. Rồi canh bún 25.000. Một lát nữa mình sẽ quay lại nha. Đường hơi dằn chút xíu, màn hình nó sẽ rung lên. Đây các bạn lưu ý nè, chúng ta chuẩn bị quẹo vào hẻm 117 nha. Đó. Các bạn, hiện tại là khoảng độ 12 giờ rưỡi trưa ngày 8 tháng 2 năm 2023, và đây là hẻm 117 Cống Quỳnh, quận nhất. Trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm gà sói mỡ nha, cơm gà sói mỡ chánh tông luôn. Đúng thực sự là sói mỡ chứ không phải là chiên ngập dầu các bạn. Địa chỉ ở đây là 117-1D Cống Quỳnh, quận nhất. Hương vị đặc trưng thơm giòn, đặc biệt được chế biến từ máy sói mỡ chuyên dụng. Máy sói mỡ các bạn nha, chứ không phải là tay để xó xuống. Đây, ảnh đang chiên cơm. Chiên cơm cũng bằng máy luôn. Có cái máy đã ghê. Một phần cái cơm gà sói mỡ bao nhiêu tiền anh trai hả? Hả? Một phần cơm gà sói mỡ bao nhiêu tiền? Đùi là 55.000 cánh là 48.000. Dạ. Còn cái đó có cơm á. Dạ. Mình bán được bao lâu rồi anh? Cái máy này tính ra cũng gần 20 năm rồi. 20 năm rồi hả? Nhưng mà bán gốc này hay là gốc nào? Bán thì mới bán khoảng 17 năm. 17 năm. Mà dời 4 lần rồi, dời về đây được. Về đây được 2 năm. Có nghĩa là cái địa chỉ này là hiện tại là anh đang mướn hay là nhà của anh? Mướn ha. Dạ. Thì coi như anh sẽ là người Sài Gòn đầu tiên mà chế ra cái máy gọi là nó sói dầu thế này anh hả? Nhưng mà sói mỡ nè. Mà cái mô hình này là anh có anh học từ đâu không anh, hay là mình tự suy nghĩ ra? Đó, trời ơi, đây là cái phần sườn gà nè. Đó, hôm nay chính thức là sói mỡ nha. Sói mỡ bằng máy chứ không phải bằng tay. Còn đại đa số những chỗ khác là sẽ gọi là chiên ngập dầu. Nó giống như dòng suối vậy, nước tuôn chảy xuống. Gà sói mỡ đó. Dạ. Ok. Dạ. Wow. Và cái phần gà đây mình sử dụng là loại gà gì vậy hả? Gà tam hoàng. Gà tam hoàng hả? Dạ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy hả? 10 giờ rưỡi sáng tới 8 giờ rưỡi tối. Có giờ 8 giờ rưỡi tối là không có nhận nữa, hay là mình nói là mình vẫn nhận? Không nhận nữa ha. Dạ. Rồi, để mình chụp hình một cái. Ở đây mình giao cơm hộp cũng nhiều ha. Chúng ta đi vô vậy, cho em hai cái phần cơm gà sói mỡ, lấy cái phần đùi ha, lấy đùi góc tư á, với lại canh rong biển. Mình trông khá đông. Không ai lạnh nha, mừng quá. Được quá. Không ai lạnh, không mát. Ok, đây. Cơm gà đùi là 55, cơm gà cánh là 48, gà không 45, gà không 38 là chicken. Đó là cánh, canh rong biển 10.000, cơm thêm 10.000, cơm đùi tỏi 40.000, đùi tỏi gà tươi 30.000. Để bên bán bia luôn, bia Sài Gòn 22, xá xị 15, Coca 15, Pepsi 15, 7 Up 15, Sting 15, nước suối 15, trà đá 2, khăn lạnh 2. Ở đây có phần tương ớt với lại nước tương. Để lấy 2 ly trà đá.
Ok. Một loại nước sốt nó đặc biệt. Nước sốt đặc biệt chỗ nào anh? Nói chung là ăn xong là ngất ngay nè. Ờ, nhưng mà có diễn tả chút xíu được không? Bên trong thành phần của nó. Thì vài nguyên liệu thôi. Em ăn rồi đúng không? Đúng rồi, em ăn rồi. Em ăn hết rồi, hồi lúc đó chi nhánh hủ á, cơ thì hủ á. Ờ, lấy cái khăn giấy ước gì cũng qua đây để gọi lại cái số điện thoại của họ. Cơm gà số mỡ su su, số điện thoại 0933199740 hoặc là 0937937855. Quán su su không có chi nhánh các bạn ha. Rồi các bạn cần ăn đặt thì gọi số điện thoại này. Rồi, chúng ta đợi chút xíu nha. Anh có thể nói là tôm canh được không? Có những bài thành phần chính mà anh thành phần chính đó là tôm hộp mình á, tôm hộp, hành tỏi, thịt xay, thịt hầm rồi đó. Ok, dạ, cảm ơn anh. Cơm đã đến các bạn, đây là dĩa cơm có giá 55.000 đồng ha. Đó, những cái phần cơm này cái màu chắc là từ bên ớt hay cà chua hả? Quan trọng bây giờ chúng ta nhìn phần gà nha. Cái gà nhìn nó bóng lưỡng lên luôn, đã không? Giòn rụm luôn á. Ok. Đây, xé không? Rồi xé đi, xé mở đi. Nè. Đây có cà chua. Không, nghe. Nghe tiếng giòn á. Nghe, nghe, nghe. Bốc khói luôn. Ok. Bọn nghe mùi thơm bốc ra. Rồi. Cơm. Rồi ăn đi. Rồi sau bao lâu ăn như thế nào? Em ăn đây bao lâu rồi? Khoảng 4 năm trước á. Em ăn 4 năm trước hả? Mới quay lại. 3-4 năm trước em ăn bên ngoài xa á. Ok. Rồi cái lúc ổng giờ qua đây em đâu có biết đâu. Đó là lúc. Ok, thế mình ở đây không có ớt sắc. Nhưng chắc có ớt trái. Nhưng có ớt trái. Này nước tương. Ăn một phần cơm gà các bạn. Đầu tiên là một cái chữ ngon nha. Bây giờ các bạn nhìn lại cái phần da gà một lần nữa, rồi nghe phần nhận xét của mình. Đây, bóc lên luôn, hoàn toàn. Cầm lên luôn. Rồi diễn tả đi mình. Diễn tả cái đặc sắc của nó đi. Cái đặc sắc là cái da gà nè, nó giòn. Nó có vừa mềm mà nó vừa giòn. Ok. Ý như là nó không có khô quá. Không bị khô. Không bị khô quá. Họ ướp là họ sử dụng ướp là ướp nhẹ nhàng. Dạ. Và nó dậy lên cái mùi mỡ đi. Ok. Cái mùi hương vị nó thơm lên. Mình ăn là mình cảm nhận được cái hương vị trước á. Ok. Cái phần thịt sao? Phần thịt là nó vì họ sử dụng là gà tươi, gà nóng chứ không phải là gà đông. Dạ. Cho nên là cái phần thịt thì nó cũng còn ướt át. Dạ. Không có bị gọi là tỏ hay khô cái kiểu. Rồi phần cơm sao? Theo em thì phần cơm thì nó bình thường. Phần dạ. Cơm họ không có bị khô nè, nó vẫn ướt. Nhưng mà thật sự mà nói thì nó là bình thường. Nó bình thường. Cái đặc biệt nhất ở đây chính đây là chính là cái này là em nhớ dùng ở dưới ngoài nè. Ok. Cái phần các nước sốt không có. Đúng rồi, cái phần nước sốt. Và nãy chúng có nói là phần làm từ tương đậu gì đó. Với lại cái phần thịt. Thịt bằm rồi cái gia vị hành tỏi xay này. Rồi nhưng mà ăn em cảm thấy thế nào? Không còn mùi tương đậu. Yeah. Mà nó thành cái mùi mà nó kiểu như cái... kiểu như mình nhớ tới cái quán này sẽ làm việc cái này. Ok. So với cái quán gọi là cơm gà xới mở quận 4 chợ 200 xóm 9 sao? Em đánh giá cao dịch này hơn. Ok, nhưng mà bên kia nó sẽ có một số cái món còn ăn kèm. Kim chi. Cải chua. Rồi cái da gà chiên giòn bên quận 4 thì cũng đặc biệt. Dạ. Nhớ. Ở đây thêm cái nữa, cái không gian ở đây nó sẽ nhỏ hơn, tuy nhiên nó sẽ là mát mẻ, nó có máy lạnh. Có máy lạnh. Cái hai là nó sẽ không có quá đông như kiểu bên kia nó sẽ hơi ồn xíu. Tại vì cái chợ 200 của quận 4 cũng là nổi tiếng quá. Dạ. Bây giờ cái phần lớn nhận xét mình đã nhận xét rồi các bạn, đúng chính xác vậy luôn á, cái phần da gà thực sự rất là đặc biệt. Nó gần như tách lên được luôn khỏi cái phần thịt các bạn. Nó có ra đó thì nó giòn rồi mà vẫn còn mềm, nó giòn giòn. Cái phần thịt thực sự là ngon luôn, không bị khô. Đó. Các bạn có dễ tách. Rất là dễ xem. Cái phần cơm, cái phần vị của nó ăn cũng rất là được. Tuy nhiên là nó không có xuất sắc thôi. Nói chung là cơm cũng ngon. Nhưng mà không có lạ. Nó không có lạ đối với mình. Như vậy cái thành công của họ chính là cái phần da gà và cái phần thịt gà. Ngoài ra cái phần nước sốt này nó sẽ có một cái vị ngọt nhẹ, thơm nhẹ từ cái mùi thịt. Tuy nhiên cái phần tương đậu thì mình không nghe ra rõ các bạn. Nó gần như là mất đi cái phần tương đậu luôn. Gọi thêm cái chén canh mà ta. Canh rong biển hả? Canh rong biển đúng rồi, nãy giờ. Anh hai chén rong biển. Hai chén. Không, chén thôi. Một chén rong biển.
Rồi, tập trung ăn nha các bạn ha. Với lại cho em xin cái ớt sắc được không anh? Em muốn thấy ớt sắc. Rồi, bạn nào là tín đồ của gà, thèm ăn gà, hãy ghé qua đây nha, thực sự là đặc biệt đó. Được cái là không có gà, tôi xin gà đông. Dạ, và hai là không có bị gắt dầu. Ăn hồi nãy không có cảm giác gắt dầu. Nó vừa mềm vừa giòn. Chính mình phải cảm nhận mình mới biết là mình diễn tả như thế nào. Đúng rồi. Chứ là cái nói thì họ khó hiểu lắm. Chén canh rong biển có giá 10.000 các bạn. Mình dùng cái muỗng ở đây múc lên, mình dùng muỗng đó cũng không sao đâu. Ok, múc đi. Thử đi mình. Mỗi người vài muỗng thử coi. Ở đây rong biển, chủ yếu là rong biển, thấy như có chút xíu thịt vừa phải, nhưng mà không có đậu hũ nha. Nóng có được gì, nó phải nóng rồi, thấy nó có như gút khói mà. Đúng rồi, diễn tả rồi. Ta không có gì đặc biệt. Bình thường à. Ok. Giờ tới mình nhận. Cũng như mình ở nhà mình nấu thôi. Ok. Rong biển đây khử mùi khá là nặng các bạn, mất đi phần rong biển cái mùi đi nhiều rồi, hơi uổng. Hồi nãy đi vô anh nói là mình là rong biển đây sẽ không có bị tanh, nhưng mà thực sự mà nói rong biển nó sẽ phải có cái vị của nó và cái mùi của nó sẽ mới ngon hơn. Nói chung chén này rất bình thường. Bên đi muốn lại là cái này ngon nhé. Cái nước sốt với hả, cái phần da gà, cái phần gà xấu mỡ ngon. Hồi nãy giờ mình ghi hình các bạn, vừa ghi hình vừa ăn ha, cũng khoảng độ 10 phút rồi. Và cái phần gà nó vẫn còn ngon, không có bị khô. Cái phần da gà vẫn vậy luôn, vẫn giòn luôn. Đó, cái hình không còn. Có nghĩa là các bạn đến đây, các bạn cứ ăn nhâm nhi từ từ. Gà vẫn ngon nha, sẽ bị nước tương vô mình. Thoải mái nhất là cái ở trong máy lạnh. Dạ, không bị nóng. Không bị nóng. Mấy bữa nay trời Sài Gòn buổi trưa nóng lắm. Nóng khủng khiếp luôn đó. Gọi là nóng luôn tới, thôi được rồi, nóng luôn tới khoảng độ 5-6 giờ chiều các bạn. Gọi là ở trong nhà nếu mà tập thể dục cái gì kia là mồ hôi nó chảy đầm đìa luôn á. Nhiệt độ khoảng độ 33-34 độ có thể thôi. Có cách nước ngoài sao đang ăn nói chuyện. Tổng số tiền các bạn đâu rồi? 139.000. Là hai phần cơm là? Hai phần cơm 110. Coca Cola nhiêu? Coca 15. Ok, canh rong biển là 10. Rồi. Tổng cộng 139.000. Anh, em hỏi chút xíu nha, cái sự khác biệt giữa cái gà chiên ngập dầu và cái gà chiên kiểu anh là như thế nào? Thì gà chiên ngập dầu á là nó giòn mà ở trong thịt nó khô. Gà chiên gà xới mỡ của mình á làm bằng cái máy này á thì ở ngoài nó giòn mà thịt trong nó mềm. Ok. Cái đùi gốc từ nãy em ăn á là em có cảm giác bị sao biết không? Là nó không có bị cái lượng mỡ em thấy nó bị rút hết, gần như là cái phần da bên trên nó cho không có bị ngán, nó có cái độ béo rất là nhẹ. Ok. Còn nếu mà anh chiên á là nó rút dầu vô trong, anh cắn cái tôm dầu ra. Và cái nữa em mỡ là gì coi vậy chứ mà nó chỉ dầu cái lớp ngoài thôi, ở trong nó mềm. Cái quy trình lựa gà của anh đó có nghĩa là anh sẽ lựa cái loại gà tam hoàng đúng không ạ? Nhưng mà cái lượng mỡ anh lựa là cái loại gà nó vừa phải đúng không? Đúng rồi. Em thấy là cái kích cỡ của nó sẽ vừa phải và nó không có gì nhiều quá mỡ làm cho nó bị ngấy đó. Dạ. Chúc mừng anh thành công, em thấy là cái phần này ngon á. À, cảm ơn. Dạ. Chỉ có phần cơm thì em cảm thấy nó bình thường như các tiệm khác, nhưng mà phần gà thực sự là xuất sắc. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Anh tên gì hả? Anh Tuấn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp tiếp nha. Ngày mùng 1 với ngày rằm mình có bán không anh? Ngày nào cũng bán hết. Ngày nào cũng bán luôn hả? Chỉ Tết mấy bữa thôi. Nhưng mà cái vị trí chỗ này là anh chị hợp đồng tới bao giờ? Dạ bây giờ là nói chung là cứ hết hợp đồng 2 năm thì cứ ký hợp đồng. Hiện tại là được bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 3 năm rồi hả? Gần 3 năm mà, nhưng mà hiện tại ký hợp đồng mới là tới bao lâu? Dạ thêm 2 năm nữa. 2 năm nữa, ok. Ký hợp đồng 2 năm. Đó, lý do mình sợ là di chuyển cái vị trí á. Nhưng mà cái số điện thoại mình có thay đổi không? Dạ không thay đổi, ví dụ như mà có di chuyển thì có thể lên Google Maps. Nhưng mà chắc chắn là cái số điện thoại là không đổi đúng không ạ? Để có gì họ liên hệ cho dễ, em sẽ để số điện thoại. Cảm ơn anh chị. Là số điện thoại đặt trên cái khăn ướt là Susu. Đó, nhìn vẫn thèm các bạn nha, định mua về nhưng mà sợ là mua về rồi nó sẽ nó không có ngon mà tại chỗ đâu. Tại đi quãng đường khá là xa. Có gì? 3 năm. 3 năm rồi. Bây giờ hợp đồng thêm 2 năm nữa. Và anh chị buôn bán được vui vẻ các bạn. Đó. Trên đường về chúng ta ghé ngang qua đây các bạn. Chỗ này thấy bác bánh chuối rất là ngon. Một nải rất là lớn luôn, cách xù nè.
khoảng độ 20 trái có giá 25.000 đồng thôi nha. Đây bạn nào mua chuối kéo qua đây ủng hộ. Đó. Xa xa chính là chợ Thái Bình. Và các bạn thấy ông này bán trái cây cũng rất là nhiều nè, những cái xe đó. Bán quýt, bán táo, bán mận. À, thôi chúng ta đi. Sở dĩ bệnh viện ở đây các bạn thấy sao không? Ở đây có bán canh bún có 25.000 đồng mà giờ hết sạch rồi. Bữa nào sẽ ghé qua.